Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một cái miếng đất có căn nhà cấp 4, nhà mới 100%. Thì đây là con đường dẫn lộ 61C gần quận Cái Răng. Thì khúc này là thuộc phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thì cách từ vị trí nhà mà ra tới chợ Cái Răng thì đâu đó tầm khoảng 3 km. Thì đây là khu vực nhân hóa, khu vực 4 của phường Ba Láng. Thì đi vô con đường này sẽ dẫn tới cái vị trí nhà, cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo. Một cái căn nhà rất mới, rất rộng, diện tích đất bề ngang là 6m30 nhân 32m60, thì tổng diện tích là 205m, trong đó có 53m là thổ cư, còn lại là cây lâu năm. Thì đất đã xây hàng rào dòng hết hết đất rồi, có cất một căn nhà kiên cố rất là chắc chắn trên đất. Thì mời quý cô chú anh chị em mình đi theo video để tham quan cái con đường đi vô vị trí nhà. Thì chủ đang có nhu cầu bán cho quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu. Thì tới đây rẽ nhánh phải qua là vô cái nhà du lịch ha. Làng du lịch, khu du lịch. Con đường này ô tô chạy gì tới vị trí đất được nha. Tới vị trí nhà thì sát bên nhà thì cũng có một cái điểm du lịch rất nổi bật của đường 61C. Thì nó cũng gần lung cột cầu rồi luôn, cách lung cột cầu khoảng hơn 1 km. Tới đây trước rồi mới tới lung cột cầu. Thì đây là khu du lịch Triệu Phát. Thì vừa qua khu du lịch này chút xíu là chúng ta sẽ tới được cái vị trí nhà. Ở đây thì rất là yên tĩnh, cũng xa thành phố Cần Thơ khoảng chừng 6 km là chúng ta tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Từ vị trí nhà ra tới trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 6 km. Đường này là đường nhân sinh, cặp theo con kinh gạch, nhà cửa hai bên cũng rất là đông đúc. Ở đây an ninh rất là tốt luôn, yên tĩnh và ở thoải mái. Ra tới trung tâm thành phố Cần Thơ chỉ có 6 km, thì đâu đó đi tầm khoảng 15 phút là chúng ta sẽ di chuyển bằng xe máy. Khoảng 15 phút là chúng ta sẽ tới được cái trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì đây bắt đầu tới cái vị trí nhà, miếng đất có căn nhà cấp 4 rất mới cho quý cô chú anh chị em mình xem ha. Diện tích bề ngang 6, bề dài 6m30, dài là 32m60, tổng diện tích là 205m, có 53m thổ cư. Thì đất đang quay về hướng là đông nam, hứng ánh nắng sáng mát mẻ luôn nha. Đó. Cửa rào thì rộng, cửa rào phía trước, có hàng rào phía trước rất là rộng rãi thoải mái. Cái sân trước khoảng 10m, xe ô tô đậu trong nhà được luôn. Này, xe ô tô 4 chỗ vô tới đây thoải mái nha. Còn nếu xe tải thì nó đi tới bên sông. Đường này nó hơi hẹp, đang chuẩn bị mở ra 4m. Thì hiện thời con đường trước nhà chỉ là 2m rưỡi, thì xe ô tô sẽ đi về tới được vị trí nhà được. Thì chủ cũng có chạy xe ô tô vô đây nha. Nhà này tính cắt ở, nhưng mà chủ có nhu cầu bán lại cho quý cô chú anh chị em. Thì nhà cắt là cửa 4 cánh gắn kiến, phòng khách rất là rộng rãi. Một cái sân trước là 10m nha, bề ngang 6m, chạy dài 10m. Còn phòng khách thì diện tích khoảng, phòng khách rất là rộng rãi thoải mái, và 2 phòng ngủ và 1 gian bếp. Thì căn nhà này xây dựng với diện tích là 4m5 nhân 18, tổng diện tích là 81m2. Đây thì phòng khách đi vô tới 2 phòng ngủ rất là rộng luôn nha. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm căn nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 40 0040, dẫn quý cô chú anh chị em mình đi xem nhà.
khi gửi thì trực tiếp mình gặp chỗ mình thương lượng mua bán ha. Thì căn nhà này dán gạch lên khoảng 1,5 m toàn căn nhà hết nha, từ trước ra tới làm sao dán gạch lên 1,5 m hết gạch. Phòng thì rất là rộng rãi thoải mái, nhà mới 100%. Chủ mới xây dựng xong thì chủ có nhu cầu bán lại cho quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu ha. Thì cái giá dao động là khoảng 1,9 tỷ là sở hữu ngay một căn nhà, một phòng khách, hai phòng ngủ và một không gian bếp rất rộng, sân trước 10 m, sân sau 4 m, ở sân sau luôn. Đây là cái phòng bếp nấu ăn rất là rộng rãi và có một nhà vệ sinh ngay góc sau. Nhà vệ sinh cũng ở trong nhà. Thì căn nhà này đã xây hàng rào bao giáp nhà hết xung quanh, kéo lưới B40 và rất là chắc chắn, xây lên khoảng 1 m, kéo lưới B40 hết toàn căn nhà. Đây có hành lang bên hông khoảng 1,5 m, rất là rộng rãi thoải mái luôn. Một căn nhà mới rất đẹp, diện tích đất rất rộng, diện tích đất bề ngang 6 mà bề dài 6,30 m mà chiều dài 32,60 m, thì tổng diện tích là có 205, thì có 53 m là thổ cư, còn lại là 152 m là cây lâu năm. Rồi mời quý cô chú anh chị em đi sơ lược ra phía trước lại căn nhà rất mới rất đẹp luôn. Chủ có trang bị một có trang bị sẵn những cái đường ống lạnh đồ sẵn cho quý cô chú anh chị em mình hết ha. Trên trần ở phía sau thì đóng trần xốp, ở phía trước thì đóng trần thạch cao, cửa thì 4 cánh, quay về hướng đông nam, rất là mát mẻ, có bờ sông, có mặt tiền sông luôn, sông gạch nhỏ nha. Sân thì rất là rộng rãi, sân từ ngoài vô tới vị trí nhà khoảng 10 m, có hàng rào chắc chắn ở phía trước. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video.